Chào mừng toàn thể tất cả các bác đến với kênh YouTube của Hoàng Nam Audio. Hôm nay em vừa cập bến hai đôi loa, đó là một đôi loa JBL SRX725 đời Made in USA và một đôi loa 72715 và 725 và 715. Thì 725 là đôi full đôi cao cấp nhất hiện nay từ neo của 725 của dòng SRX700 rồi. Thì đời này là đời USA và một đôi full đơn đó là SRX715 cũng là đời USA sản xuất tại Mỹ và trong tình trạng đẹp xuất sắc các bác nhé. Và hôm nay em xin phép được quay và test cho toàn thể tất cả các bác một ca khúc trên đôi loa 725 này và mời toàn thể tất cả các bác lắng nghe một ca khúc nhạc vàng. Lòng bao nỗi nhớ, trời làm cho ướt áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó vội vã bao sương gió, những đêm mơ tính nhỏ, cười nhớ thuở học trường. Tình thương hay ngóng trường tan về chung phố, những lúc trời chiều đổ mưa, mưa rơi qua phố buồn chặn lòng bao nhớ thương. Chuyện tình yêu vẫn ngày xưa, đường mưa ướt ê chề đón nhau về ấm đôi ngần tình trẻ. Một người xa cuộc đời, một người đêm tay gối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe xa vô tim, dù anh vào kỷ niệm tao vẫn chọn cả một đêm. Đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn mưa đậm đau. Thành thật ta nhưng vẫn nhớ nhau buồn, biết em giờ có buồn. Và từ đó tình thời xa, giờ đây đường mai lối mơ gió về buồn nào. Ngày xưa đường mưa ướt ê chề, cùng đưa đón nhau về ấm đôi ngần tình trẻ. Một người xa ngang cuộc đời, một người đêm tay gối chia
có gì buồn. Trời chọn cả một đêm chờ em, đêm vắng với cô đơn lo hồn mơ ngập lâu. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ vâng, và vừa rồi em đã test một ca khúc nhạc vàng trên đôi loa 725 đời USA cho toàn thể tất cả các bác rồi. Các bác có nhu cầu và cần thêm thông tin chi tiết về đôi loa này thì các bác có thể liên hệ em qua số điện thoại 077-922-8891 để em có thể được tư vấn cũng như gửi hình ảnh chi tiết nhất về cặp loa này. Vâng, hiện tại chỉ có một cặp loa duy nhất, vâng, trong tình trạng đẹp trên 90% các bác nhé. Vâng, giá hiện tại em đang bán với giá là 67 triệu cho toàn thể tất cả các bác. Em ship COD toàn quốc cho toàn thể tất cả các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì hãy alo cho em và em sẽ đóng hàng gửi toàn quốc cho toàn thể tất cả các bác. Các bác nhận hàng, kiểm tra rồi thanh toán cho bên nhân viên chuyển phát. Bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác. Cảm ơn toàn thể tất cả các bác đã theo dõi. Vâng, các bác có thể bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để theo dõi những video clip về những sản phẩm mới cập bến của bên em. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại toàn thể tất cả các bác.